lô lô rồi đây nhé. Để mà tạo một project PHP, đầu tiên là em khởi động cái SAM lên, SAM này, và khi mới học PHP không thì mình chỉ cần Apache thôi, chưa cần đến MySQL nhé. Nhưng mà học MySQL thì chắc chắn phải bật cả Apache, tại vì mình phải chạy thông qua cái localhost mà. Còn bây giờ học PHP trước thì tuy nhiên thì theo thói quen mình bật luôn đi. Sau khi khởi động lên thì các bạn nhìn ngó cái cổng nó đấy nhá, ví dụ thầy cổng 88 này, cổng 80 sau đây 80, thầy chưa có đổi vì máy thầy nó cài nhiều nhưng mà nó cài nó sạch ấy, không bị lẫn lộn các cổng khác này, nó không bị này. Kích vào Explorer này, em nhìn có cái Explorer này này, cái phần này nhé, truy cập nhanh đến thư mục SAM ấy, đỡ phải tìm, kích vào đây thì nó nổi lên cái thư mục SAM, cài đặt SAM của mình nhé. Đó. Sau đó các cái tất cả cái dự án web nó nằm trong htdoc này, được chưa, nằm trong htdoc này. Kem tạo các thư mục ở đây là được. Đó, ví dụ thầy có thư mục PHP demo đây này. Đấy, thầy sẽ xóa những cái đống này đi, thư mục thôi mà, đúng không? PHP demo các bạn kéo thư mục này vào trong sắp làm như bình thường thôi. Thầy kéo vào đây được này, được chưa? Rồi đây là thư mục. Bây giờ truy cập đến thư mục này bằng cách nào? Kem nhìn để ý nhé, nhìn để ý kỹ chỗ này này. Khi mà các bạn truy cập localhost một cái, ngay lập tức nó di chuyển đến dashboard, đúng không? Dashboard này, cái bảng điều khiển đấy. À, các em nhìn cái dashboard này nhé, nó chính là thư mục này này. Đó, thư mục này, thư mục này cũng chẳng qua là cái giao diện HTML thôi, nhìn nó nhiều vậy chứ các em thích thiết kế lại bằng cái gì cũng được. Ví dụ đây nhé, các em không thích cái này gì, mở cái file index của nó lên đây này, dashboard index HTML của nó đây, chẳng có gì nhé, rất là đơn giản thôi, nhìn nó nhiều kinh dị với HTML không. Các em thích đổi lại thành PHP 3 template là dashboard của họ đó, hiểu không nha? Chẳng có gì nhé, nó đó cái dashboard đó. Tuy nhiên thì đừng nghịch nhé, cứ để vậy đi để mình còn truy cập cho nó dễ. Rồi, à vậy thì các em biết là cái thư mục dashboard này nó ngang hàng với thư mục của mình đúng không, nó ngang hàng thư mục của mình kia này. Đấy, thì bây giờ mình cũng vậy thôi, mình cũng truy cập là PP demo đây, thay dashboard thành PP demo. Đó, thư mục của mình. Nhưng tại sao mình nó không chạy luôn? Bởi vì mình có gì đây đâu, trong này đâu đúng không? Đang cứng, để rộng hết đó. Rồi. Thì bây giờ nói đến các cái file của PHP, nó có hai loại file. À. PHP file PHP phải có đuôi này. Có cái đuôi á, phần mở rộng á. Thì chắc chắn là chấm PHP rồi nhá, không phải nói nữa, tất cả là mình viết bằng cái đó, chấm PHP thì nó mới biên dịch được. Có hai loại file, một á là file file dạng, người ta gọi là dạng index á, cứ gặp cái nó truy cập luôn, cứ vào mà có file này nó thực thi luôn, phải ưu tiên đi, phải là ưu tiên thực thi đi. Và cái file thường, những cái file này thì phải gọi đấy mới thực thi được, thì có nghĩa là phải gọi đấy, mới thực thi. Thì thầy viết vậy để cho các em nhớ thôi. Thì bây giờ thế nào gọi là, thầy sẽ tạo file thường trước nhé. Cái file thường là những cái file như mình viết hàng ngày đó. Ví dụ file demo1.php. Ở đây thầy có thể gõ cái gì gõ thôi. Tạm thời để đó. Chưa có gì. Những cái file này muốn chạy được thì các bạn phải thực thi đến nó. Refresh nhá, thực thi này. Đó, phải kích vào. Đây này, phải gọi đến nó, các em nhìn cái đường dẫn này, phải gọi đến nó này. Thì mới gọi là thực thi, đấy là file thường. Còn cái file như thầy nói đó là file loại file ưu tiên, đúng không? File ưu tiên. Thì nó có lại có ba loại file ưu tiên.
Một là ưu tiên số 1, đó là index.php. Cứ có cái này là nó thực thi luôn, không cần gọi nhá. Số 2, số 2 thì nhớ là home sao á. Và số 3, số 3 là default. Rồi bây giờ chúng ta chạy, thầy chúng ta sẽ thực thi từ file thấp nhất đến file cao nhất nhé. Ví dụ có file default này, default.php. Các em thấy cái bây giờ cái giao diện đang ở đây, thầy refresh, thầy không cần gọi đến default.php nhé. Thầy refresh này, đó nó gọi luôn đúng không ạ? Tự thực thi luôn, ưu tiên thực thi. Rồi, rồi file thứ hai là file home, xem nào. Đấy, home. Có nghĩa là nếu như có cả default, có cả home thì nó ưu tiên home trước. À, default nó ưu tiên trước, sorry nhé. Thầy sẽ để lại default là thứ hai. Thứ ba mới là home. Nghĩa là có cả default, có cả home thì nó thực thi default trước. Ở đây thầy ví dụ thầy bỏ cái default đi nhé. Còn một cái home thôi này. Thì lúc này nó sẽ chạy home đấy. À nhưng mà có default thì nó lại chạy default. Ưu tiên mà. Ok đi, sai tiếng được. Đấy. Rồi bây giờ nó có index thì sao? Index nhé. Ok. Duplicate đi. Index.php. Đó, có index rồi nó chạy trước. Như vậy thì các em thấy độ ba cái file mà ưu tiên này. Tự động thực thi này, ưu tiên thực thi, có ba file này luôn luôn thực thi trước nhé. Và những cái file này thường người ta làm để làm tăng chủ nhé, thường để làm tăng chủ. Tăng chủ cho dự án. Đó. Em để ý cái này. À, tại vì sao? Vì lúc vào trang web thì người dùng đâu biết là cái trang nào để thực thi, mà phải dựa vào trang chủ bắt đầu người ta mới điều hướng theo các cái menu đúng không ạ? Đấy, ví dụ trang chủ là gì, trang giới thiệu là gì, người ta kích vào các cái menu ở trên cái trên đó đó nha. Ví dụ nha, bây giờ tiếp này, ở đây chúng ta có thể xem xét một số cái, khi các bạn biết rồi thì mình chỉ cần một gì ạ, một file thôi chứ không cần nhiều nhá, một file chạy trước thôi chứ không cần quá nhiều thứ loạn. À, bỏ bớt đi rồi để mỗi index thôi. Trong index các em có thể mở các mã html vào, không có gì cả. Template này, base3 template này. Rồi ở đây thầy có thể là có base3 dav invert này. Đấy thì các em có thể hình dung ra là từ cái giao diện đăng chủ bắt đầu người ta đặt link để mà đi đi tới các trang khác đúng không ạ? Bằng cách là ví dụ sang cái trang giới thiệu đi, bao này. Bao. Thì lúc này mình đặt cái link thôi, đặt cái link cho từ index này sang bao. Dạ. Yeah. Thầy sẽ viết một cái dòng gì đây bên bao dễ hiểu. Rồi thì kích sang bao đó, nó nhảy xuống đúng không? Thì như vậy là đấy là cách điều hướng thôi. Mình truy cập đến tên file nó điều hướng. Thì đấy là cái phần đầu tiên mà thầy có thể là
chia sẻ với các em như vậy.